Em Lâm chào các bác nhá. Hôm nay em Lâm lại cho tầm gần 50 chiếc máy ra ngoài này. Thì rất là may mắn. Em thì hơn được các anh em khác thì mua được hàng trong năm, giá nó khá là êm. Và đến bây giờ thì ra ngoài Tết em bán giá thì vẫn cứ giữ giá máy. Thì nhiều chỗ thì máy nó lên những vài triệu bộ cơ. Nhà em thì vẫn giữ nguyên giá cho các bác để các bác được mua máy với cái giá chuẩn chỉ nhất. Đấy. Các bác nào mua hàng nhà em mà cần đắn đo gì hoặc cần thắc mắc gì thì cứ alo cho em hai số điện thoại này: 0975 360 433, dưới là 0377 99 6066. Thì cả hai số này em đều dùng Zalo nhá. Đấy, để các bác được nhìn trực thực tế máy cũng như là xem chất máy để các bác biết thế nào là hàng chất đấu và hàng nào là hàng cửa tiệm. Hàng nào là hàng lô thì hàng đấu và hàng cửa tiệm thì nó gần như nhau thôi. Hàng cửa tiệm thì là hàng lục thuế tại bên Nhật, còn hàng đấu là những con máy đẹp người ta mua lại và người ta đấu. Đây, tất cả máy hàng đấu thì các bác để ý không? Không phải là con nào nó cũng xấu, con nào cũng đẹp. Hàng đấu thì hàng cửa tiệm thì 100% là nó như nhau. Tất cả máy thì đều được niêm phong bằng băng dính hết. Vì đây là những cái con này nó chưa được bóc băng dính này. Băng dính xanh tại Nhật này, người ta để trong siêu thị và nó hết một cái model đấy, người ta sẽ bán ra bên ngoài thì bọn em sẽ mua được. Thì máy nó đều có những cái băng dính niêm phong này, qua 5 tháng cái băng dính nó xuống màu này. Đấy, nó đã xuống màu này. Các bác nhìn này, thì không phải băng dính này mà tự tay mình dán vào đâu nhá. Bóc con khác đi. À, không phải là tự tay mình dán vào đâu nhá. Đấy, hiển zin đi theo máy hết này. Đấy, để các bác được nhìn thấy thế nào là hàng đẹp. Đấy, nhiều bác thì buôn được 2-3 con máy nó cứ ngồi bốc phét, cứ ngồi lỗ không đâu. Đây. Đấy, các bác nhìn nó, cái khiển nó cũng vàng mà. Qua 5 tháng kể cả là không chạy, kể cả những con máy nó không chạy nhá. Đấy, còn nguyên ni lông niêm phong hết của hãng, băng dính còn chưa cạnh màn này. Nó chưa dùng đâu, nhưng mà qua 5 tháng thì dính cái nhựa nó phải xuống màu. Chứ không có câu chuyện là máy nó trắng tinh, chỉ có bố cao bố sơn với cái bố anh dây giáp thôi. Đấy, em ra tất cả máy luôn. Đấy, thực tế luôn, người thật việc thật luôn. Đấy, để các bác hiểu thế nào là hàng đấu và hàng cửa tiệm. Gần như cái hàng này thì không ai dám buôn luôn, bởi vì giá thành nó rất là lớn. Mà trong đây của em, cái nguyên cái đống này của em là 800 triệu đấy. Đấy, 800 triệu được muốn cái nhúm này đây. Đấy, gần 50 con, hơn 50 con mà 800 triệu đấy các bạn. Nó không hề ít tiền đâu. Đấy, cho nên là nhiều anh em buôn được 2-3 con máy cứ bốc phét ở nhà em, to nhất miền Bắc mới này, nhà em nhiều nhất miền Bắc. Không có ai bảo là nhiều nhất hay là ít nhất. Bọn em mua hàng về cũng mong là mua nhanh bán nhanh thôi. Lời thì ai cũng phải buôn có lời, chứ không ai đi buôn lỗ cả. Nhưng mà mua nhanh bán nhanh, tiền thu về nhanh các bác. Đấy, rất là nhiều máy luôn. Đấy, đây máy đang ra rất là nhiều luôn. Đấy, toàn bộ là máy đi niêm phong ni lông hết này. Đấy, khiển trước đầy đủ hết, kể cả những cái tem băng dính của hãng này là chưa bị cắt đâu. Đấy, tức là máy này nó chưa ra đến dân. Đấy, đấy. Đây cô, những con nó vẫn trắng này. Nó vẫn trắng này. Nhưng không phải là con nào nó cũng trắng. Sẽ có những con nó bị vàng và nó bị xuống màu là chuyện bình thường nhé. Cái này để 1-2 hôm bọn em phơi nắng 1-2 hôm tự động nó sẽ sáng ra luôn. Bởi vì cái này là đi công thì nó bị om nắng luôn. Đấy, toàn bộ máy gần như là mới luôn. Đấy, rất là nhiều luôn. Đấy, đấy. Và xếp 2 hàng 3 tầng và 2 tầng. Đấy, hơn 50 con. Đấy, thoải mái luôn. Các bác mua ở đâu thì sợ hết máy. Em Lâm thì chỉ dám khẳng định là không bao giờ để hết máy để bán cho các bác thôi. Chứ không bao giờ dám khẳng định là nhiều nhất. Bởi vì là 4-50 con máy này thì em bán chỉ 2-3 hôm là hết, cũng không bán lâu. Đấy, bác nào theo dõi kênh thì em thì biết rồi. Đấy, hôm nay vừa về luôn. Đấy, bác nào lấy thì chủ động liên lạc cho em hai số điện thoại này nhá. Thì sẽ có ngày mai sẽ có buổi quay video hàng mới về và báo giá công khai cho các bác để các bác mua máy luôn. Còn hôm nay thì em chỉ quay qua như vậy thôi, là cắt máy thôi. Đấy, hàng đấu có nhìn này. Đấy, tem thuế, tem tủng đầy đủ. À, hàng cửa tiệm này. Hàng lô này của em là bày ở trong siêu thị Nhật luôn. Đấy, có cả mã số thuế. Còn một số con hàng đấu sẽ không có mã số thuế vì là hàng trốn thuế thì nó sẽ rẻ hơn. Hàng cửa tiệm này vì lộp thuế nên nó sẽ đắt hơn 1 triệu một con. Tính cái đầu nhập vào. Tức là máy càng to thì lộp thuế càng cao. Máy nhỏ thì lộp thuế ít. Các bác hiểu được như vậy. Cực gấu luôn. Đấy, hơn 50 chiếc. Đấy, vừa về. Đấy, tất cả ni lông bọc rất là cẩn thận luôn. Đấy, để các bác được lục sở thị thế nào là hàng đấu. Chất thì không phải bàn rồi. Đấy, chỉ có điều là các bác nào phải chịu chơi, chịu chi thì mới dám mua cái hàng này. Bởi vì so với hàng lô là nó sẽ đắt hơn một vài triệu đấy. Đấy, chứ không phải là nó rẻ hơn đâu. Nhưng ngược lại, các bác mua những con máy này thì các bác về là yên tâm là dùng thôi. Bởi vì nhất nó đẹp về hình thức, chất lượng thì nó đảm bảo hơn. Bởi vì cái máy này nó gần như là mới luôn, kể cả chất lượng được. Đấy, nhiều bác hỏi em là máy lấy về thì có phải dọn không. Thì đây em bảo luôn bác là không phải dọn. Đấy, có thế này là bán đâu. Vì nó là máy mới tinh mà. Đấy, nó cũng chưa có dùng.
Đấy, cứ thế là bán luôn. Đấy, lưới trước này không bị phủi bụi đâu. Đấy, cứ thế là bán thôi chứ không phải dọn. Đấy, nhiều bác cứ bảo em là dọn ký vào xong hàng giao thì thực ra cũng bảo các bác là không phải dọn đâu. Đấy, cứ thế là bọn em bán thôi. Đấy, bóc còn nào không vậy. Đấy, lưới trước này các bác nhìn này, nó mới tinh luôn. Đấy, nó mới tinh luôn, không phải làm cái gì cả, cứ thế là bán được. Nó sướng ở cái chỗ đấy. Đừng cắt xốp mà anh ạ. Mai anh cắt xốp. Ừ. Okay. Cắt mặt rồi mà cắt xốp. Không cắt cái xốp. Ui con này là cái con gì mà sao nó còn nguyên cả ni lông thế này này. Con này nó nhầm ống thải con ba la. Đây là con đây là con mít rồi. Mít màn hình này. Mít màn hình. Ui mít màn hình con này VIP lắm. Con này mặt xước này. Đấy. Đây mít màn hình. Cực chất luôn. Mít màn hình. Ôi em có một con mít màn hình nhá, bác nào mà yêu mít màn hình thì bỏ mấy em nhá. Rất là nhiều luôn. Đấy, video rồi. Em quay qua như vậy thôi, vì giờ còn tập trung cắt máy cho nó hết đấy. Hẹn các bác vào buổi ngày mai nhá. Ngày mai thì sẽ có một video trực tiếp các con máy về nhà em. Đấy, các bác nào chờ đợi em thì nhớ đón xem nhà em nhá. Đấy, em chào các bác nhá.